Đoàn Công Thương Việt Nam đã chủ động xây dựng cái chương trình tăng cường tham gia cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ưu tiên sử dụng và tiêu thụ hàng hóa sản xuất ở trong ngành, trong nước. Đây là một trong các cái chương trình trọng tâm của Công đoàn Công Thương Việt Nam trong cái thời gian vừa qua. Để triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì Bộ Công Thương đã phối hợp với 59 sở công thương các tỉnh thành phố để xây dựng được hơn 100 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi là Tự hào Việt Nam gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì đã đưa được những chuyến hàng lưu động đến cho người công nhân qua từ cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia theo quyết định số 72 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2010 đến nay. Siêu thị Đức Sơn tôi thì hoạt động ở An Giang. Hàng Việt về nông thôn thì đã khởi động bắt đầu từ năm 2013 và nó xuất phát từ vụ thị trường trong nước, kế tới là Sở Công Thương An Giang. Thì nhân đây tôi cũng xin có một cái ý kiến với các bạn doanh nghiệp là ông bà ta ngày xưa thì có một câu ta nói rằng là bán tên đi trước bán hàng đi sau. Mà hiện nay chúng ta còn có một điều mà các doanh nghiệp hiện nay chưa có nhìn và chưa có tận dụng cái cơ hội từ vụ thị trường trong nước đưa ra cái chương trình kết nối cung cầu mà thông qua các sở công thương các tỉnh thành. Đây là một cái cơ hội để giúp cho các doanh nghiệp gắn giữa một bên bán và bên mua gặp với nhau. Đây giống như là một chiếc cầu mà bán tên đi trước bán hàng đi sau. Để làm sao cho người tiêu dùng người ta hiểu mình một cách thấu đáo, người ta mới chấp nhận hàng hóa của mình. Tôi khẳng định rằng vùng nông thôn và công nhân, nông dân luôn có những cái hành vi mà mua sắm thường là chọn lựa hàng Việt Nam. Bởi vì hiện nay cái mô hình mà đưa hàng Việt về nông thôn, báo cáo toàn nghị là tôi đã, mỗi một năm tôi đã có điều một cách thay đổi mà hiện nay thông đòi bộ tiền cho trong nước có mời tôi đi các tỉnh thành khác. Thì tôi có trả lời một câu thế này, đất An Giang tôi còn nhiều chỗ tôi chưa tới, thời gian tôi cũng chưa có đủ. Cho nên là tôi chưa thể đi đến các tỉnh thành khác. Cuối cùng thì tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn Bộ Thị trường trong nước và Sở Công Thương An Giang đồng hành cùng siêu thị Đức Sơn trong xuyên suốt 5 năm qua về hàng Việt về nông thôn.